đóng vô thì nó dễ hả? Khó. Phá ra nó khó. Giống cái này giống cái kia. Ừ. Xin trở lại với chiếc ghe bị sụm bữa trước nha anh em. Thì chúng ta cùng vô chủ đề để coi như thế nào. Mấy anh thợ cũng đang gấp rút để mà cho nó xong đi. Từ tháng 12 đổ đi á, là gần Tết á, ghe vô rất là đông. Cho nên bây giờ anh gắng cố gắng làm sao mà cho hạ thủy sớm xuống nước ha. Anh em theo thủy siêu, ok. Đang chuẩn bị lên cabin nha anh em. Đã đúc mấy cái trụ vô rồi nè. Đó. Và ở dưới phần này thì để mình lại gần mình coi nữa nha. Vô được 1-2 tấm be nè. Anh em đi theo mình. Còn nhiều thứ quá. Mấy anh thợ đang cắt keo để mà kiểm tra nha. Sẽ thay một khúc mũi lô ở dưới. Đang đục mộng nha anh em. Hôm nay là mình thấy vô được một tấm bè. Mình nói với bên đây nha. Bè này 4 phân nha anh em. Chưa xây tiếp. Cái đuôi đó là mấy tấc chứ từ đầu tới đuôi là mấy thước. Rồi ấy đi chút xíu em xin số của anh em gọi lại. Nói chung là chuẩn bị vô be. Rồi mình lên được ghe rồi. Mà mình thấy trụ cabin thì đem lên rồi nha anh em, mà chưa khoan mắt bù lon. Dàn sắc thì bắt vô rồi mà chưa có khoan bù lon nha. Đó, ok đó. Thì từ từ sẽ thấy em nó đẹp như mơ rồi ha. Cái nào hư thì mình thay thế thôi, có gì đâu dễ mà. Cây sao nha anh em. Cái này cây sao. Rồi, giờ đi xuống nha anh em. Nhiều thôi, mấy anh thợ cũng nghỉ làm rồi, quay tới đây thôi. Tình hình là mình thấy hơi bị đuối. Tại vì có mẫu xẻ phía trước nữa nè. Kiểm tra luôn. Bây giờ chúng ta sẽ lại gần hơn và vô chủ đề luôn. Ca khó cho nên là phải làm cho tới nha nè. Đang soạn ra. Ghe này xài móp nhặn đó. Soạn ra luôn, sửa chữa nào sửa. Sửa hết luôn là như ok là lúc ban đầu. Mày quay mày cắt thôi, mới tao gai với. Sửa tới đó thôi nha anh em, phần đó. Dây cong nào hư mình tiễn, be nào hư tiễn luôn. Về cái phần phía sau thì mấy ảnh đang vô be 4 phân. Một tấm, hai tấm. Còn đây nữa. Khúc này là khó vô nhất. Chua. Chưa xây tiếp. Mấy khúc này là đường cong á anh em. Cho nên là mình đục làm sao mà cho nó im, gọn để vô cho nó dễ. Bên đây thì đang đo kích thước để mà lấy cho nó ngọt ha.
anh em gắng cố gắng mà theo dõi em này nữa nha. Còn nhiều cái đặc biệt lắm, tao làm tùm lum hết trơn. Hổm rài là hơn 20 ngày rồi. Quá trời. Đến đây là cũng thấy là thành công mà. Im. Đang vô be. Phần trước thì vô be nữa. Chấp dây cong nữa là xong. Kiểm tra tới đâu thì thay tới đó. Nói chung là đại tu cho tới mà. Tấm này tới đây thôi. Tới đây còn im nè. Cây sau thì nó mọc có khúc. Phía tay trái thì mảnh đang đo. À, cái đất đó thì thẳng ở ngoài luôn đó chị. Thì thẳng ngoài đã dưới nó bẩn ra đấy rồi đóng ra nữa rồi chị thao ra. Vẫn bị đứng rồi đóng ra. Chú Triều là khéo nhất về cái mảng vô be này nha anh em. Cho nên là vô be là ảnh là nhận mấy mảng này nhiều. Vô, vô, vô. Hôm nay cũng quay trở lại với chiếc ghe bị sụm bữa trước nha. Mấy anh thợ đang làm việc, anh em hãy cùng theo từ siêu. Vô be cái phần ở trước mũi đó, anh em cũng gần xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ chui vô đây ha, để coi mấy anh thợ làm như thế nào nữa. Anh em cùng theo từ siêu. Ui chui vô. Còn 1-2 dây cong ở đằng phía trước là xong rồi nha. Hôm nay dây ga thì đang khoan bắt bù lon. Dây ga 8 phân. Bên đây là nãy giờ mình thấy là 1-2 dây rồi. Còn ở đây nè, đây cũng 2 dây nè. Vậy là sẽ bắt tổng cộng là 6 dây ga nha nè. 6 dây ga. Cái phần hầm này sẽ làm lại hết luôn. Rồi, ok. Nói chung là quá nhiều. Sửa cho tới luôn mà. À, đúng nhất. Bắt bù lon 16 ly nha. Đi ra đằng sau mình coi nữa. Vậy là đang khoan bắt cái nền taxi. Đang khoan bắt trụ đứng nha anh em. Trụ cabin. Vậy là xây tiếp tâm bua. Hình như là chưa xong. Cái phần nào bỏ thì bỏ, cái phần nào giữ để xài thì xài. Chứ mua mới hết là tiền không thì chịu không nổi đâu. Bác phụ lon là 20 ly lên taxi. Đi ra đằng sau coi nữa. Còn mấy cây này thì chưa có bắt.
4 cây này không sao. Cái này khi nào dọn cái đống này xong thì sẽ quất lên thôi. Tiếp tâm bua thì chuẩn bị sấy rồi nha. Sấy lỗ làm tâm trước. Có nhiều chuyện để nói. Ở đây là chú Kiều cũng đang cắt keo, cắt bỏ cái phần bon ở chỗ cao in nè, cắt bỏ hết. Rồi đây tới chiều xong không? Không xong đâu. Dễ gì vậy? Đóng vô thì nó dễ hả? Khó. Phá ra nó khó. Giống cái này giống như kia. À. Vậy là phá ra bên đó cũng làm giống bên đây nè nha anh em. Bên đây còn tấm này nữa là xong ha. Ly nền sắc xi. Chua ăn thiệt chứ. Giờ khoan bắt hai cái chỗ đứng lại đó, mấy chủ phụ sau là ok. Thì nghe nói là khoảng ngày 20 á, là sẽ cho hạ thủy ha. Còn mấy cái phần kia thì cù cặn thì xuống nước tính sau cho nó dễ bề. Bữa nay là ngày mùng 6 rồi ha, mùng 6 tháng 12 âm lịch. Này qua Tết mới chạy được nha anh em. Cũng đang đo mặt mô luôn nè, chuẩn bị. Khoan ở ngoài, khoan vô nữa. Tùy cơ mà ứng biến. Khoan ngoài này thì để bắt vô cái dây ga nha anh em. Tại vì nếu mà khoan bên trong thì nó sẽ chỗ ra rất là xấu. Mình vừa khoan vô cái con lươn nước đó là mình bắt niền nó vô cứng luôn. Thì khoan trong ga đâu có thấy đường đâu. Tùy cơ mà ứng phó.